Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại phần 3 của chương trình Thế giới Phụ Nữ. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển đời sống tinh thần và vật chất, nghệ thuật cắm hoa đã dần dần đi vào đời sống muôn nhà, tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống, bộc lộ được tâm tư tình cảm của mọi người và trở thành những tác phẩm nghệ thuật trong mỗi gia đình. Đơn giản hơn, việc trang hoàng nhà cửa của chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện nếu có sự góp mặt của những bông hoa dạng người đầy sức sống. Trong chương trình ngày hôm nay thì Giáng My sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bước cơ bản để chúng ta có một cái bình hoa theo phong cách hiện đại. Với một bình hoa như thế này thì Giáng My tin rằng là cái việc trang hoàng nhà cửa của chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Thế giới Phụ Nữ. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị cắm một bình hoa chúng ta sẽ để trong phòng khách, có thể để sofa hoặc là để trong bàn ăn của gia đình. Để mà thực hiện được cái mẫu hoa ngày hôm nay, tôi sẽ có những cái nguyên vật liệu như sau. Thứ nhất là về bình hoa thì tôi đang chọn một cái bình sứ như thế này. Thứ hai là về mút xốp thì tôi sử dụng mút xốp chuyên dùng cho cắm hoa, đó là mút oxit. Về hoa thì ngày hôm nay trong cái bình hoa này tôi sẽ sử dụng các loại hoa chủ đạo. Thứ nhất là hoa hồng màu hồng phấn, thứ hai là hoa hồng trắng và thứ ba là hoa hồng đỏ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ kèm thêm một số loại hoa cúc với lại cái độ nhỏ nhỏ tương tự như thế này. Về phần lá thì hôm nay tôi sử dụng đó là lá thiên môn. Lá thiên môn nó có cái màu xanh rất là nhẹ và cũng có cái tác dụng làm xả stress rất là tốt, vì màu xanh luôn mang lại cái sự thoải mái trong không gian của mọi gia đình. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị được cái phần mút và cái cục hoa như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành cái giai đoạn cắm. Thì các bạn lưu ý như sau ha. Trong một cái nguyên tắc cắm hoa thì việc đầu tiên chúng ta phải tạo cái hình thể cho cái hoa, đó là chúng ta sẽ đi lá trước. Chúng ta sẽ cắm cái phần lá này vào cái chiều cao của bình hoa. Với đặc thù ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho quý vị chúng ta thì những cái mẫu hoa này nó mang tính chất là chúng ta tự feel và tự cảm thấy thích là được. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cứ lấy cái phần lá này, chúng ta cắt làm đôi và chúng ta sẽ chêm vào những khu vực xung quanh. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Về phần hoa hồng thì các bạn cắt cho tôi một cái cành khoảng chừng một gang tay đổ lại. Chúng ta cứ cắt như thế những cái bông hoa hồng. Các bạn chúng ta sẽ bỏ bớt hai cái phần lá già bên ngoài này đi. Việc đầu tiên của hai cái phần lá già này, thứ nhất á, là hoa của chúng ta đối với khu vực Đông Nam Nam Á thì cái khí hậu rất là nóng, cho nên là cái phần ngoài này rất là hay dễ bị tổn thương, khi mà các bạn mua về nó sẽ hay bị bầm, là việc đầu tiên chúng ta bỏ. Và việc thứ hai nữa thì khi mà chúng ta bỏ những cái cánh già này đi thì hoa chúng ta sẽ nở ra, cho nên là trong các thao tác cắm hoa thì tôi luôn bỏ những cái lá già này. Chúng ta sẽ chêm cái phần hoa hồng này vào trong cái form này. Chúng ta chêm làm sao mà cái bề mặt của hoa nó lại ngắn hơn cái bề mặt lá do chúng ta tủa ra là được rồi. Các bạn lưu ý ha, thì hoa hồng chúng ta sẽ có cao có thấp. Nói chung là các bạn cứ nhìn làm sao chúng ta cảm thấy mình thích là được. Tại bình hoa này chúng ta đang feel thế nào, một lát chúng ta ra nó cũng sẽ về một cái điểm đẹp à. Quý vị thân mến, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ chêm màu hồng này vào. Các bạn sẽ cắt cứ khoảng chừng nửa gang tay như thế này. Đối với hoa hồng phấn thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta cũng sẽ lặt những cái cánh như thế này. Chúng ta tiếp tục chêm. Các bạn lưu ý là chúng ta phải chêm thấp hơn hoa hồng đỏ nhé. Các bạn cứ chêm cái phần hoa hồng màu hồng này vào bên trong màu đỏ, chúng ta cứ chêm cho đến hết là xong. Sau khi các bạn cắm cái hoa màu hồng này vào rồi thì chúng ta chịu khó mình quay bốn hướng một xíu và chúng ta sẽ ngắm những cái bông hoa này cho nó sinh động hơn. Hồng trắng chỉ là màu điểm nhấn cho bình hoa, chính vì thế mà chúng ta chỉ lấy một vài bông để làm điểm nhấn thôi. Chúng ta cũng sẽ cắt nửa gang tay giống như là hồng màu hồng phấn. Chúng ta cũng sẽ lặt đi những cái cánh già bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ chêm vào những điểm nào mà chúng ta cảm thấy còn hơi trống, một vài bông hoa hồng trắng thôi. Quý vị và các bạn thân mến, ở đây chúng ta có 3 loại hoa hồng màu, thì để mà kết hợp giữa 3 loại hoa hồng đó cho nó mang tính chất là kết nối lại với nhau thì tôi đang chọn trên tay đó là hoa cúc, và những loại hoa cúc nhỏ nó tính chất kết nối lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ điểm những loại hoa cúc này vào trong bình hoa này nhé. Đối với hoa cúc thì các bạn cũng sẽ cắt tương tự, chúng ta sẽ cắt khoảng chừng nửa gang tay. Chúng ta sẽ cắt nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta lưu ý thì đối với hoa cúc thì chúng ta lại chêm cao hơn các cái phần mặt của 3 loại hoa hồng kia, để cho cái hoa cúc nó có thể được lòi ra bên ngoài.
Vâng, kính thưa quý vị, thì cuối cùng thì bình hoa của tôi cũng đã hoàn thành rồi. Có lẽ là đối với lại mỗi người thì chúng ta sẽ có một cái sở thích cũng như là cái cách phối màu khác nhau. Tuy nhiên thì trên đây là những cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn dựa trên cái nền tảng này, cũng hy vọng là tất cả chúng ta sẽ thực hiện được những cái bình hoa tương tự như thế này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng những bình hoa này để trang trí vào những cái không gian của gia đình. Chúng ta cũng có thể bỏ những cái chung nến như thế này và chúng ta sẽ đặt cái bình hoa này ngay cái bộ ghế sofa. Cuối cùng thì xin gửi lời chào và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cũng kính chúc cho quý vị chúng ta có gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại trong một dịp gần nhất mà tôi sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện những món hoa khác. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật cắm hoa hiện đại thì không chỉ mang đến cái hồn nét đẹp xưa mà còn chịu ảnh hưởng của điêu khắc hội họa và âm nhạc của ngày nay, cùng với lối sáng tạo độc đáo mới lạ trong việc tạo hình đã cho ra đời những tác phẩm mang hơi hướng vừa cổ xưa vừa hiện đại, tạo ra một cảm giác mới mẻ, thoải mái, thư thả cho người thưởng thức chiêm ngưỡng nó. Qua những bước thực hiện một bình hoa theo phong cách hiện đại được chia sẻ vừa rồi thì các bạn thấy như thế nào ạ? Xin chúc cho các bạn thành công làm những bình hoa thật đẹp tại nhà nhé. Và những bước làm bình hoa cũng là những giây phút cuối cùng khép lại chương trình Thế giới phụ nữ chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.